Xin chào các bạn. Thì để mà sửa chữa tốt những cái bệnh cũng như là những cái sự cố mà chúng ta gặp phải trong cái quá trình vận hành các cái hệ thống lớn, thì cái điều kiện mà quan trọng theo mình rất quan trọng đó chính là cái mà bản vẽ hay là sơ đồ của các cái thiết bị đó. Thì để mà sửa chữa nhanh được thì các bạn phải đọc được các cái sơ đồ đó một cách là nó cũng tương đối, không cần phải là đọc chính xác tất cả những cái thành phần ở trên cái bản vẽ đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đọc được sơ bộ về bản vẽ và phân tích được các cái thành phần đó nó được mà định nghĩa ở trên cái thực tế như thế nào. Vậy thì đầu tiên để mà đọc được một cái bản vẽ thì chúng ta cần phải chú ý bắt đầu từ đâu. Thì đây là một cái bản vẽ của một cái chiller. Đấy thì ở đây thì nó đi theo máy cho nên là nó toàn tiếng Anh thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải xem đó chính là cái danh mục các cái bản vẽ con, ở trong đó các cái chức năng của từng cái bản vẽ con nó như thế nào. Và cái điều đầu tiên cần phải quan tâm đó chính là cái gì? Cái ký hiệu sử dụng trên bản vẽ, bởi vì mỗi một cái kỹ sư vẽ thì có thể là ngoài những cái tiêu chuẩn quy ước chung trên thế giới thì nó cũng mang một chút về cái phong cách cá nhân đó. Và cái phong cách của hãng thì nó khác nhau. Thì đây là một cái bản vẽ mình ví dụ, thì ở đây là ví dụ nhá, thì các bạn cầm cái bản vẽ thì các bạn không biết là trên đó nó vẽ cái thành phần nào. Thì đầu tiên đấy là chúng ta phải xem nhất là cái khối một, từng cái khối một thì chúng ta nghiên cứu về cái khối nào đang lỗi chẳng hạn. Thì mình nói ví dụ đây là một cái khối của cái máy nén số 1. Thì cái khối này nó bao gồm có con 3B1, rồi cái con nhỏ 1K4, 1K3, 1K2 hay 1K1 chẳng hạn, hay là bản thân ngay cả một con 1T này chẳng hạn, nó cũng có thể dẫn đến các cái lỗi. Thì chúng ta tìm hiểu về cái khối đó. Tuy nhiên thì chúng ta lại chưa lắm được là cái 3B nó là cái gì. Đấy thì bao giờ cũng thế, thì một cái bản vẽ nó thường hay có các cái chú thích. Chúng ta phải tìm đến cái chú thích đó. Ví dụ như là khi các bạn ghi nhớ đây là 3B đúng không ạ? Thì ở đây thì nó ghi rõ rồi, nhưng mà một số cái thành phần nó sẽ không ghi rõ. Đấy. Đấy, một số cái thành phần nó sẽ không ghi rõ các bạn nhé. Thì các bạn phải tìm đến cái trang mà có cái ký hiệu này để chúng ta tra. Đấy, thì đây nó là 1353. 1353 nó là tên của từng cái bản vẽ nhỏ. Đấy, chúng ta thì nó sẽ xếp theo cái thứ tự thì ở đây. Ví dụ như vừa rồi mình muốn tra cái 1K đúng không ạ? 1K đấy thì nó sẽ có đây. Công tắc tơ chạy đúng không ạ? Sao đúng không? ID công tắc tơ xuất tinh là khởi động rồi đấy. Tất cả những cái ký hiệu nó sẽ nằm ở đây. Thì chúng ta sẽ dựa vào các ký hiệu này để mà tìm những cái thành phần để sửa chữa rồi đo đạc. Đấy, thì khi mà đo đạc ấy, thì chúng ta có sơ đồ, chúng ta đo rất dễ. Ví dụ như là cái máy nén này đúng không? Nó đang không chạy, mình ví dụ nhé. Thì trên cái máy nén này, đây là cái phần điều khiển cái máy nén, thì đây là cái động lực của nó bạn nhé. Thì máy nén này như chúng ta biết là nó có 3 pha, thì đo từng thành phần này thì chúng ta sẽ biết là cái máy nén nó còn tốt hay không. Và trên cái sơ đồ cái khối điều khiển này, cái module điều khiển cho cái máy nén đây, thì chúng ta biết được là các con ca này nó được điều khiển bởi cái khối này. Thì chúng ta sẽ đo, và từ cái khối này nó sẽ tương ứng với cả cái điện áp ở đây. Đây là 115V, thì ví dụ chúng ta sẽ đặt cái một cái que đo vào đây,
và chúng ta đo ở trên cái bo này để xem tín hiệu nó xuất ra được đến đâu rồi, thì bắt buộc chúng ta phải đọc sơ đồ. Còn lại những cái thiết bị mà không có sơ đồ mà chúng ta đi sửa chữa mà mò được cái mò để đo được các cái hư hỏng để mà xác định chính xác được các cái hư hỏng phía sau thì nó rất là mất thời gian và mất nhiều công sức, cũng như là cái độ chính xác tức là nó không cao đấy. Thì khi có sơ đồ chúng ta sẽ đọc được, nên cái sơ đồ này nó rất quan trọng, nên là các cái máy mà có sơ đồ của nhà sản xuất người ta để lại thì các bạn cần phải lưu giữ nó để mà sau này cái công tác vận hành cũng như là sửa chữa nó được thuận lợi đấy. Thì một cái sơ đồ thì nó bao gồm những cái cơ bản đúng không ạ, như thế này chúng ta nhìn cái biết ngay nó là cái cuộn dây công tơ rồi, rồi các cái này thì nó là các tiếp điểm đúng không ạ? Khóa chéo, rồi trên này là các cái tiếp điểm động lực của công tơ rồi, nhìn cái chúng ta có thể biết được rồi. Và chúng ta sẽ suy luận từ những cái mà hư hỏng thực tế, ví dụ máy nén không chạy đúng không ạ? Thì chúng ta tìm đến bốn cái con này, và bốn cái con này nó được điều khiển như nào thì chúng ta phải lại phải tìm đến một cái trang khác đấy, đó chính là cái trang mà nó nói về cái quá trình khởi động của cái máy này đấy, quá trình hoạt động rồi thời gian rồi đóng cắt rồi các thứ thì nó cũng sẽ có luôn đấy. Đấy thì nó sẽ có cái quá trình đóng cắt này, sau bao nhiêu thời gian thì cái gì hoạt động đấy, thì chúng ta dựa vào đó chúng ta kiểm tra từng cái bước một. Đấy, đến cái bước nào chưa có thì chúng ta sẽ xử lý cái khối đó. Và cái cuối cùng nữa thì từ cái sơ đồ như vậy, nhưng mà cái bố trí thực tế của cái thiết bị đó nó nằm ở đâu, thì thông thường các cái bản vẽ nó hay có các cái đây, vị trí cuối cùng, thì các cái vị trí này ấy là ví dụ như là đây là một cái con mà 3RT chẳng hạn đó, 3RT hay là 6HR hay là các cái 3PT, thì mỗi một cái tên này thì đây là trên bản vẽ thực địa, tức là cái chi tiết của cái máy đó và cái hình khối của nó, rồi các cái thành phần đó nó nằm ở trên những cái như thế này để chúng ta khi mà đo chúng ta biết là đang đo cái gì đó. Thì ví dụ như là đây là ba con HR2 chẳng hạn, thì nó chính là cái con mà thì chúng ta sẽ tra ký hiệu 3HR2 thì nó là cái con sấy sấy của hệ thống dầu thì 3 đúng không? Thì chúng ta sẽ tra đến đây 3HR2 này, 3HR2 nó là con mà sấy dầu cho cái mạch 1 đấy, thì cái vị trí của nó là trên này các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nhìn thực địa thì chúng ta biết được là nó ở cái sơ đồ cuối cùng này, và cái ký hiệu của nó như vậy thì trên sơ đồ đấy, trên sơ đồ vẽ một sợi của nó nằm ở đâu đấy. 3HR2 nó được cấp nguồn từ cái chân nào ra đấy, thì nó có cả các cái chân nó. Đây chính là các cái chân của nó là nó đấu vào, và cái ký hiệu trên cái sợi dây mà ở cái máy đó người ta đã in này, ví dụ đây là dây số 93, đây dây số 94 đúng không? Còn cái HR2 thì thì nó cũng sẽ có trên sơ đồ này. Đấy. Thì HR2 thì chúng ta sẽ tìm lại từ các cái bản vẽ trên này, đó. Thì nó sẽ ra được cái HR2 nó ở đâu. Từ đây, 4HR2 đây các bạn này. Thì nó sẽ được cái 4HR2 đó nó sẽ được nó sẽ được điều khiển bởi một cái bo tên là như thế này đó. Thì nó sẽ đóng ra bởi con AUX này, chúng ta lại đi tìm con này nó ở đâu thì chúng ta sẽ biết được cái con này nó được điều khiển bởi cái những cái chân nào, những cái sợi dây nào, ví dụ đây sợi dây của nó đây 78A và đây là R hay S đấy, và đây là cái mà cầu đấu của nó này, các cái điểm nút này chính là các cái cầu cầu 1TB5 số 12 thì nó sẽ được đấu vào cái con này đúng không ạ? Thì
trên cái bản vẽ này nó rất là hay, là nó có thêm một cái nữa các bạn cần chú ý, đó chính là cái line, tức là cái dòng này này, dòng của bản vẽ người ta có một cái thanh ở bên này, nó giống như cái thước ở trong các cái bản vẽ hay là các cái xử lý hình ảnh Photoshop chẳng hạn, thì nó giống như là cái ruler, thì nó sẽ có đấy, từ from bao nhiêu đến này, từ line bao nhiêu đến, thì nó từ cái này 57 thì nó từ cái này các bạn đấy, đây thì nó đi đến đây, và các cái mà nó nói là tới line bao nhiêu đây thì các bạn sẽ tìm đến cái line đó, tìm đến cái dòng đó nó sẽ ở cái bên này đấy. Thì là đấy là một số những cái mà chú ý mà khi mà chúng ta đọc các cái bản vẽ kỹ thuật, thì để mà nắm được các cái bản vẽ đó thì sơ lược qua lại đó chính là các bạn phải nắm được các cái thành phần vị trí của các cái linh kiện thiết bị nó nằm ở đâu, và cái thứ hai là cái chú thích, cái tên của cái thành phần đó nó là cái gì và cái chức năng của nó, để đo, và cái mà khối điều khiển cho nó nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ đo được rất là dễ dàng và kiểm tra được các cái hư hỏng khi mà nó xảy ra các cái sự cố, và nó không mất nhiều thời gian để tìm ra và xử lý nó. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đấy là một vài cái chia sẻ về cái cách đọc bản vẽ như vậy. Hy vọng là nó giúp ích cho được một số các cái bạn mới chưa lắm được. Đấy, thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và nhấn vào theo dõi video nhé. Xin cảm ơn các bạn.